Hà Nội ạ, thôn Làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân. Đổ đi. Cầu view đến 2 tháng nữa bắt đầu bày hàng anh ạ. Anh nhá. Dạ, cảm ơn anh. Vâng. Báo cáo quý khách là hiện nay chúng tôi đang đưa mấy chiếc mặt sập từ xưởng về cửa hàng. Lên lên. Và Vân thì cực đẹp, sập cẩm lai một lá thì quá nặng. Quý vị nhìn qua cũng độ 10 người. Và sử dụng xe cộ. Nói chung là ngày quê thì cứ sử dụng cái sức người. Và hôm nay là ngày 1 tháng 8. Mấy hôm gần đây thì chúng tôi cũng mới đi mấy chiếc về Quảng Ninh và Phú Thọ. Những chiếc sập này thì Vân đẹp tuyệt vời. Quý khách cứ nhắc là có mấy cái sập Vân đẹp ngày 1 tháng 8 năm 2016 là ra. Đây Vân là đang trần mộc, Vân tạo tuyệt vời. À, rút đây. Nào, tránh ra để con rút xe. Mười mấy người. Một cái tường nhà cũng phải rất khỏe chứ không thì mấy cái mặt sập vào thế này thì rất là. Thôi lấy cái gì chèn vào đi. Mà cái sập này một ghế cho luôn lên tầng. Tôi hiện cảm ơn quý vị và báo cáo quý khách hiện nay chúng tôi trong cửa hàng vẫn còn rất nhiều thứ. Và đây chiếc tủ chè gỗ hương Vân, hương đá Vân Môn Nam Phi chúng tôi còn đang chuẩn bị hoàn thiện lên. Và đây là tầng 1 khu B của chúng tôi. Cửa hàng lúc nào có 50 đến 70 chiếc sập đặc sắc. Xin tạm biệt quý vị.